This cooperation is crucial for maintaining a safe, secure, and stable maritime environment, and it reinforces the strong bilateral ties that connect our two countries. Tôi tin tưởng rằng đây là cơ hội tốt để cán bộ, nhân viên lực lượng cảnh sát biển Việt Nam và các cán bộ, nhân viên lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines giao lưu, học hỏi về các mặt công tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển. Bisita nila dito ay walang direktang kaugnayan sa ating sitwasyon sa West Philippine Sea. Ito ay effect ng bilateral agreement na pinirmahan ng Philippine Coast Guard at Vietnam Coast Guard on maritime cooperation.